Tạm gác lại những trận đấu đỉnh cao trên sân cỏ, xin mời quý vị cùng chúng tôi khám phá thiên đường trên mặt đất Hamilton, New Zealand để xem thành phố nơi mà thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã ghé thăm tại giải đấu lần này. Nằm bên dòng sông Waikato hùng vĩ, Hamilton được mệnh danh là thành phố cảng nên thơ và đẹp nhất tại New Zealand. Điều đặc biệt nhất ở Hamilton đó chính là phim trường Hobbiton. Và chẳng cần phải là fan của series phim Chúa Tể của những Chiếc Nhẫn, du khách khi tới đây chắc hẳn sẽ mê đắm trong thế giới của những người lùn Hobbit. The Hobbit có lẽ là bộ phim yêu thích nhất của tôi. Được ghé thăm phim trường giúp tôi cảm nhận mình là nhân vật trong phim đang thực hiện cuộc phiêu lưu vậy. Điều đó thật tuyệt. Mùa đông thường sẽ không thu hút nhiều du khách tới The Hobbiton. Tuy nhiên năm nay lại là ngoại lệ, tất cả nhờ vào Women's World Cup 2023. Thật tuyệt vời khi có những vị khách tham dự World Cup từ đây. Thường thì đây sẽ là thời điểm vắng khách ở phim trường của chúng tôi khi đã hết mùa hè và đang là kỳ nghỉ học. May thay, những người hâm mộ bóng đá đến đây để ủng hộ đội của họ và nhân tiện khám phá đất nước New Zealand của chúng tôi. The Hobbiton sẽ đưa du khách trải nghiệm ngôi làng dành cho người lùn với những căn nhà, hồ nước, vườn cây, đàn cừu, tái hiện sinh động bối cảnh trong phim và kết thúc bằng bữa tiệc trong phòng ăn Green Dragon. Thật không quá khi nói World Cup nữ 2023 chính là cơ hội để du khách từ khắp nơi trên thế giới tham quan và thêm yêu mến đất nước xinh đẹp này.